Thời gian qua, công tác chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ hộ thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã được Đảng ủy, Khối vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức và mang lại nhiều kết quả tích cực. Đây là kết quả từ sự đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động tại địa phương, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Năm 2023, địa phương thực hiện hoàn thành khâu đột phá của huyện Châu Đức, không còn hộ nghèo nhằm giúp các hộ thoát nghèo bền vững và không có hộ khó khăn rơi vào chuẩn nghèo. Kể từ đầu năm 2024 đến nay, Khối vận xã Nghĩa Thành đã đăng ký thực hiện 25 mô hình, trong đó có 15 mô hình về công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cho hộ thoát nghèo, hộ khó khăn, trẻ em khó khăn, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hộ khó khăn, khám chữa bệnh với tổng kinh phí gần 60 triệu đồng. Ba con thì bị bệnh, còn mẹ con thì bỏ đi. Con cảm ơn cô chú vì đã hỗ trợ con để con có tiền đi học. Con hứa con sẽ chăm ngoan, học giỏi. Cô có bệnh đau lưng như là nói chung là cô cũng bệnh đau lưng rồi bệnh đau đầu tùm lum hết. Không nhờ chính quyền nhà nước cho cô có bảo hiểm, cô có để cô đi khám bệnh. Cô cũng có ơn rất là nhiều. Em Nguyễn Hoàng Kim Thương và bà Nguyễn Thị Kim Chi là hai trong số những hoàn cảnh khó khăn được Khối vận xã Nghĩa Thành hỗ trợ. Bên cạnh đó, việc triển khai mô hình tiết kiệm giúp đỡ người có hoàn cảnh, chi bộ công an xã Nghĩa Thành cũng đã hỗ trợ thường xuyên mỗi hộ 200.000 đồng một tháng. Như hoàn cảnh của anh Hồ Văn Nhi, sinh năm 1979, ngụ tại thôn Quảng Tây, xã Nghĩa Thành. Vợ bỏ đi, một mình anh Nhi bươn chải, làm thuê, nuôi ba con đang tuổi ăn, tuổi học nên vất vả và túng thiếu. Ngay cả căn nhà cấp 4 mà bốn cha con anh đang cư ngụ cũng do chính quyền và các nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ xây dựng. Vợ nuôi ba đứa nhỏ cũng khó khăn, thì nhờ cấp trên của chính quyền địa phương hỗ trợ mấy. Năm nay thì chính quyền địa phương, ủy ban xã, công an cũng trợ giúp cho mình, rất là cảm ơn. Cũng cư ngụ tại thôn Quảng Tây, gia đình bà Võ Thị Thuyên là một trong những hộ khó khăn, có hai con đang đi học. Chồng làm thuê làm mướn, còn chị Thuyên ở nhà bóc vỏ hạt điều, thu nhập cũng bấp bênh. Chia sẻ với gia đình chị, đầu năm 2024, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thành đã vận động xây dựng cho gia đình chị căn nhà đại đoàn kết hơn 80m², mái tôn, tường xây kiên cố, trị giá 80 triệu đồng, giúp gia đình chị phần nào an cư, lạc nghiệp. Chị cũng không biết làm gì nuôi con, mới có câu điều á, chị làm, còn chồng chị làm hồ, nuôi nó hơi đứa con ăn hạt, mà chị cũng mừng. Xả rồi cho rồi tiền chị làm nhà, anh chị chúc mừng vậy. Anh chị thì không có biết gì, cảm ơn tất cả ông trưởng với anh em chị em. Ngoài các mô hình an sinh xã hội giúp đỡ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, tặng thẻ bảo hiểm y tế, Khối vận xã Nghĩa Thành còn đẩy mạnh các mô hình lắp bát gắn cờ Tổ quốc, vệ sinh các tuyến đường và trồng hoa, tạo dựng diện mạo vùng nông thôn ngày càng khởi sắc, yên bình và tươi đẹp. Năm 2023, thu nhập bình quân của người dân tại xã Nghĩa Thành, nông thôn mới kiểu mẫu, đạt trung bình trên 88 triệu đồng một người một năm và không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia. Xã Nghĩa Thành thì đã triển khai tổ chức nhiều cái mô hình để chúng ta thực hiện cái việc phát triển tại địa phương. Trong năm 2024 thì cũng đã có hoạt động triển khai thì thực hiện 25 mô hình. Trong 25 mô hình thì có 15 mô hình là thực hiện về cái an sinh xã hội, hỗ trợ cho các hộ thoát nghèo trong năm 2023, hộ khó khăn, các em học sinh khó khăn trên địa bàn của xã. Đặc biệt ở địa phương xã Nghĩa Thành luôn có sự quan tâm đồng hành của mặt trận, các đoàn thể cũng như là các ngành như ngành công an, quân sự đã có sự chia sẻ chung tay, đã giúp cho các hộ thoát nghèo đã thoát nghèo bền vững, không phát sinh hộ nghèo, và bên cạnh đó thì giúp cho các hộ khó khăn có đủ điều kiện để vươn lên trong cuộc sống, cũng như là đặc biệt quan tâm tới các em học sinh khó khăn trên địa bàn xã mà có tinh thần hiếu học, vươn lên để cho tương lai mình được tốt đẹp hơn.
Thời gian qua, các mô hình dân vận khéo tại xã Nghĩa Thành được triển khai đã đáp ứng việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, xã Nghĩa Thành sẽ tiếp tục duy trì các mô hình an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm các em khó khăn, có tinh thần học tập để có tương lai tốt đẹp hơn. Những con đường thênh thang rộng mở, những ngôi nhà mới khang trang, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp đang tạo cho vùng quê Nghĩa Thành cuộc sống thanh bình, ấm no, hạnh phúc.